Ở đời nhiều khi mà rỗi rãi mà mình không biết tận dụng thời gian này. Vừa xả stress, hai nữa là đỡ phải mất tiền. Ở trên núi rừng mà tôi đến mấy nơi thầy toàn xỉa tăm ấy thôi, tăm gói mùa của Phật tử ở dường, nhưng mà không biết rằng là mình đang nợ một xu nào nợ đấy quý vị. Thôi rừng thì tre nhiều, mình xin mấy cái đoạn tre để mình về mình trẻ để mình xỉa tăm thì coi như là mình không có nợ người ta. Nợ nhiều tích tiểu thành đại, cả một đời tu hành mấy chục năm coi là toàn xỉa tăm, tăm mại xịn nhá, tăm cật tăm bé tí ấy. Cái tăm nó đắt phết ấy. Tuy nhiên thì bảo là ủng hộ người mù nhưng mà có doanh nghiệp đâu mù đâu, ta cũng làm mà. Hay nhưng mà quan trọng thế thì công ăn việc làm thì không nói đến, của người dân thì không nói đến, nhưng mà cũng tre thì cũng không phải lãng phí, là vì tre 1-2 năm nó cũng chết, nhưng mà làm gỗ thì nó mới đắt thôi. Vậy nói thật mà nói là nhiều người không thì cứ thích nợ nợ ba thi rất là khó. Vậy ta chịu khó, ta trẻ tâm đấy. Chắc trẻ tâm là chỉ có những dạng u 50-60 chịu khó đấy. Bây giờ ít khi ai trẻ trai nữa đâu, đúng không? Đấy, ăn sẵn rồi, ăn sẵn nó quen rồi, không phải ai cũng là có thể làm được cái việc này. Đó. Tâm là hàng xóm tre nhà xóm đầy, hoặc là ra ngoài mua đâu chả có, mua đoạn lắm bao tiền, nhưng về mình cái công mình trẻ mình vừa ngồi lại. Cụ ngày xưa là các cụ chuyên trẻ tre trẻ tâm, tiết kiệm từng tí một lại. Ngày xưa tất nhiên là nó cũng không chưa có cái máy làm tâm, nhưng bây giờ nó có rồi. Nhưng mà cái việc của xã hội, nhưng mà dù một đồng quý các bạn, tôi đi trên núi thế này đi xin ăn ngày bữa 10 giờ trưa lại xuống, bây giờ đang đi hơn 3 giờ một tí, dậy lúc 2 giờ trả cái tâm này tí có lại mua mua thì cũng nợ lắm, không phải dễ. Nên là nhiều người không để ý rừng có đầy mà không chịu 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 xin đoạn để mà trẻ. Cái tâm đâu có phải nó còn đi mấy đường này, vận chuyển xa này, đi các nơi này, rồi bắt đầu mới đến tay người tiêu dùng. Cái công vận chuyển là cái công mà rất là khó. Mà giao thì thầy nào cũng có giao, trò nào cũng có giao, thế nhưng mà để mà trẻ lên trong dùng khó, không phải ai cũng làm được. Hay là nói lại quý vị, để mà sắm giường tre ở mà nằm thì rất ít người là nằm được tre đó. Bây giờ nói nó khó, nhưng đấy giường tre ở cái giường này thì hiếm, đúng không? Vất đi đây, nhưng mà bây giờ thì nói ra khó khó lắm. Vậy nên là bảo thôi, chúng con xin cái giường cũ tre này. Ngày xưa các thầy trước là làm rồi, bây giờ coi là chúng con về chúng con xin rồi. Nằm chứ giờ gỗ thì 10 năm trồng cây, cái gỗ rửa ra thì cũng khổ lắm. Tất nhiên có khi là gỗ trồng gỗ trước ấy, nhưng mà bây giờ những người làm ngồi làm nhà gỗ này, những người làm giường gỗ này, những người làm bàn ghế gỗ này, nhất là mấy thầy có những cái ghế này, vài triệu một tỷ ấy, cái giường thế nợ lắm các bạn ạ. Các vị không thấy cái nợ của môi trường.
Vậy nên là Đức Phật dạy 50 tình thương yêu, tha thứ. Trong kinh Tứ Vô Lượng Tâm mà Đức Phật dạy, một là phải thương yêu chính mình. Thương yêu chính mình không có nợ nhé, nợ thi quá, nợ nhiều quá. Hai là phải thương yêu người bên khác. Thương yêu người bên khác này, người ta đến đây người ta xin ở này, xin tập xả tâm rồi ở cái trung tâm từ thiện này cho người ta ăn. Ba thí người ta ủng hộ, nhưng mình không có thương yêu người ta thì thế nọ thế kia người ta là người ta ức chế là đi, ví dụ vậy cũng là chưa thương yêu. Hoặc chửi mắng người khó vậy đấy. Hai ba là thương yêu con vật, từ con kiến, côn trùng rồi con muỗi, chưa có thể là có định được để nó không đến nó cắn, chưa có từ trường lành để bao vây mình để cho con vật khỏi xâm hại, thì coi như là năng lực tu đấy, thì ta phải phòng hộ. Ta có màn ta bỏ, ta đi xuống đất thì thường thường là kiến ấy, ở đây thì trên núi cao thì nó lạnh, là tối nó rát, đêm ngày nó xuống nó chạy ra ngoài. Vì rừng rất nhiều kiến à. Hai là mình sống mình yêu thương nó, mình xin nó và tránh ra cho tôi đi, tôi dẫn vào quý vị đi kinh hành. Mà cái ấu trĩ nhất ấy, của quý vị ấy, là làm thất làm nhà nát nền, toàn nát là cái gạch xanh đen, còn không lắp cái gạch men trắng mà biết đoàn kiến nó đi ra. Vậy nên là đến ở lại rồi không nói cảm ơn với người làm trước thôi, nhưng mà nói lại người làm sau. Bây giờ là có xây dựng nhà cửa thì cố gắng cái mặt đất dưới mình đi sàn này, cho nó trắng, nó nhơ thì mình biết mình lau chùi. Nhưng mà quan trọng là mình tránh được côn trùng, không bị sát sinh. Nhiều người kiêng mãi là con không sát sinh, con không ăn ăn thịt chúng sinh, là con nghiệp vẫn đổ nặng, là mình nợ nhiều quá, dẫn đến kiến sau này làm kiến như làm sao. Khó vậy quý vị, không phải ai dễ đâu. Ba là, bốn là thương yêu môi trường, cây cối, cây cỏ cây, Đức Phật dạy. Vậy nhưng mà một số cái thầy này cũng cưa cũng bắt, rồi nhất là các cái thiền viện, các cái chùa chiền chơi cây cảnh ấy. Cái cảnh tháng nào cũng phải sửa nó bông chồi ra lại cắt đi, đâm chồi ra cắt đi, nhưng mà không sợ nó quả. Vậy mình cắt một tí tay nào, ví dụ trẻ tay này mà nó cứ vào chân tay đầy cái thì thôi rồi, đúng không, rất là đau. Thế con vật cũng vậy, hay là cây cỏ cây hoa lá cũng vậy, nó cũng cảm nhận được đau, chảy nhựa nó đang đau chứ. Đây Đức Phật dạy là thứ tư là phải yêu thương cỏ cây hoa lá. Vậy bây giờ quý vị ông Phật ông có bảo là mua hoa hay là ngắt hoa này cúng đâu, ông thương cả cỏ cây hoa lá. Thế quý vị biết là tỳ kheo này, tôi nhìn rất nhiều thầy đi vào đứng đái tổng 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 tỳ kheo, người tu hành là phải ngồi xuống, khi giải ra nó không bắn cái nước sót nước muối ra ngoài cỏ cây, ông ấy dạy kỹ như vậy. Hay là mùa đông mùa mưa thì ông ấy cho 3 tháng kết hạ, không cho ra ngoài, vì ra ngoài này đi lung tung là dẫm hết cả vào cỏ non cây cối hoặc sinh trưởng và phát sinh. Đấy khó, ngài rất dĩ kỹ vậy. Đọc kinh thì phải đọc nhiều bài nhiều chiều và cùng có tư duy, rồi nó có chánh kiến thì mới hiểu được kinh với lời thầy dạy, không có cứ nghe một chiều là rất là khó. Nó vậy thì quý vị với cái hành động xấu, mình đứng mình đè xuống cái bồn ấy, là nó rớt ra mặt bồn, người sau vào người ta nhìn thấy ngay, có phải xấu hổ. Mà cái này là những vị xuất gia tu hành thọ giới cổ túc hay là thọ giới sa di là nói rất rõ rồi, chứ không còn cái oai nghi thế hạnh rất rõ. Nhưng mà nhiều thầy không để ý, nhiều người không để ý, đứng gọi đứng đái vót cần câu vậy, khó vậy. Nên là nó rớt ra là bẩn, mà hơn nữa người đi sau người ta đánh giá mình thiếu đạo đức làm người mà đạo đức làm thánh, quý vị khó vậy. Vậy nên là qua cái đêm khuya để chống buồn ngủ làm mấy cái điều này để mong quý vị cũng tha nữ cho. Nhiều người hỏi cũng có người nói vậy, nên là mọi mặt thì cái gì cũng vậy thôi, nó có nhân quả cả.
mình sử dụng nhiều mà mình không để ý, mình nợ thôi. Mà nợ nhiều thì khó cho chúng ta phải không? Vô Phật kính sám hối mọi người nha.